Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo cho biết là luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tuyên bố nghỉ ngơi sau khi bị khởi tố. Phần tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, theo như bản tin từ Hà Nội ngày 4 tháng 7, 2019 cho biết, theo luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tuyên bố sẽ tạm nghỉ ngơi, rời xa công việc tư vấn pháp luật một ngày sau khi mà nhà cầm quyền Việt Nam khởi tố bị can đối với chồng ông và hạn chế đi lại cũng như là cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ cáo buộc trốn thuế. Trên trang Facebook cá nhân thì Vũ Hải Trần, ông nói rằng ông sẽ dành thời gian chủ yếu cho gia đình, đọc sách và giải quyết những vướng mắc có liên quan đến sự kiện hai vợ chồng ông bị khởi tố. Ông trấn an rằng nhóm nhân viên và đồng nghiệp ở văn phòng luật sư Trần Vũ Hải sẽ bảo đảm các dịch vụ pháp lý với các khách hàng và những người đã ủy nhiệm cho ông. Ông cam kết khi cần thì ông cũng sẽ là cố vấn cho các khách hàng và các nhân viên, đồng nghiệp để giải quyết những công việc đó. Ông cảm ơn người vợ của mình và nhân viên của văn phòng luật nơi ông là cũng như là người trưởng đại diện và đồng nghiệp cũng như là nhiều người hoạt động và dân thường đã ủng hộ ông trong những sự việc vừa qua. Ông cho biết là ông đã hành nghề luật sư được 25 năm, khẳng định rằng mình đã làm được rất nhiều việc cho xã hội, cho gia đình và cho nghề luật sư. Trong mấy năm gần đây, với tư cách là một luật sư cũng như là một nhà hoạt động, ông tham gia nhiều vụ án rất phức tạp, khó khăn và đầy áp lực như giúp cho Dương Oan, Văn Giang, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, nhóm cựu giáo viên Hải Phòng và gần đây nhất là vườn rau Lộc Hưng hay giúp cho những doanh nghiệp vượt qua những tranh chấp, những khủng hoảng. Thêm vào nữa thì ông còn có hàng chục bài viết trên Facebook có liên quan đến các vấn đề pháp lý, xã hội. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các đồng nghiệp và đoàn thể luật sư sẽ tiếp tục bên cạnh hỗ trợ gia đình của ông và các nhân viên của ông trong thời gian sắp tới. Có nhiều nhà quan sát cho rằng việc khởi tố vợ chồng ông chỉ vì lý do chính trị. Thương mại Việt Nam đang thật sự suy thoái dưới cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Vào hôm thứ Tư 3 tháng 7, một nghiên cứu của Bank of America Merrill Lynch, tức là BOFA, cho thấy lượng nhập cảng của Cộng sản Việt Nam từ Trung Quốc đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lượng xuất cảng sang Hoa Kỳ, vì các nhà sản xuất ở Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào khâu lắp ráp giai đoạn cuối hoặc là tái xuất cảng. Dữ kiện sơ bộ do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố trong 4 tháng đầu năm cho thấy lượng xuất cảng được định giá ở mức là 20 tỷ 400 triệu Mỹ Kim, trong khi lượng nhập cảng đạt mức 21 tỷ Mỹ Kim, dẫn đến thâm hụt thương mại khoảng 600 triệu Mỹ Kim. Dữ kiện này đã tương phản với thặng dư thương mại 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim vào tháng 3. Lượng xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tạo ra thặng dư thương mại 3 tỷ 200 triệu Mỹ Kim trong tháng 4. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Trung Cộng đã gia tăng tới 3 tỷ 700 triệu Mỹ Kim. Con số này đã tăng từ 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim trong tháng 2 lên 3 tỷ 400 triệu Mỹ Kim trong tháng 3. Ông Sanjay Mukim, người viết báo cáo của BOFA cho biết, có hai lời giải thích hợp lý đằng sau dữ kiện này. Thứ nhất, Việt Nam phải nhập cảng một lượng lớn nguyên liệu từ Trung Cộng, do họ không thể xây dựng toàn bộ chuỗi cung ứng trong 6 tháng, và những gì họ có thể làm bây giờ phần lớn là lắp ráp giai đoạn cuối. Thứ hai, rất nhiều hàng xuất cảng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ thực chất là hàng tái xuất cảng từ hàng nhập cảng Trung Quốc để đánh thuế. Đối với hành động này, Việt Nam không hề tạo ra được giá trị kinh tế trong nước. Nguồn tin sau đây cho hay tàu Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất trong những số tàu đánh cá bất hợp pháp tại Malaysia. Theo như tin từ Malay Mail, thì ông Datuk Salahuddin Ayub là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Malaysia cho hay các tàu của Việt Nam chiếm số lượng lớn nhất trong số những tàu bị chính quyền nước này bắt giữ vì đánh bắt trái phép ở vùng biển Malaysia. Trong phiên hỏi đáp tại Quốc hội vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 7, khi được hỏi về việc tàu nước nào thường xuyên vi phạm nhất, thì ông Salahuddin cho biết có 706 tàu Việt Nam bị bắt trong khoảng thời gian 12 năm, chiếm số lượng nhiều nhất trong số 1.200 tàu ngoại quốc bị bắt giữ trong cùng thời gian. Con số này cho thấy sự nghiêm trọng của việc tàu ngoại quốc xâm lấn vùng biển của Malaysia, đặc biệt là ở vùng biển sâu. Ngoài ra, thì ông Salahuddin cũng cho biết thêm, nội các của Malaysia đã thảo luận các cách để hạn chế những vi phạm được cho là cực đoan như trên. Thì một đội đặc nhiệm liên bộ cũng đã được thành lập bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Nông nghiệp nhằm giải quyết vấn đề. Ông Salahuddin cho biết, một chiến dịch đặc biệt cũng có tên là Perarasidaka, sau đó đã được thành lập và kết quả thì có 52 tàu ngoại quốc đã bị bắt trong vòng chưa đầy 3 tháng. Người dân đồng bằng sông Cửu Long quay cuồng với cơn khát vì Trung Quốc chặn dòng sông Mekong.
Báo Việt Nam Express vào ngày 4 tháng 7 năm 2019 loan tin, hàng chục năm nay, nhiều người dân vùng hạ nguồn sông Mekong ở Việt Nam rơi vào cảnh lao đao. Nhiều người dân phải tha hương cầu thực vì những cơn khát. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến năm 2014, có hơn nửa triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long đã phải di cư đến các vùng khác. Nguyên nhân được đưa ra là phía Trung Cộng là nước nằm trên thượng nguồn sông Mekong, sở hữu 2.130 cây số sông chảy qua lãnh thổ nước này trong tổng chiều dài là 4.880 cây số của dòng sông, đã xây dựng hàng loạt con đập thủy điện lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người dân dưới vùng hạ lưu của con sông. Tiến sĩ Dương Văn Ni, khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ cho biết là dòng sông Mekong giờ như là một ao tù bị ô nhiễm, khó có loài thủy sản nào có thể sinh sống tốt trong môi trường như vậy. Mặt khác, việc các đập thủy điện trên thượng nguồn giữ nước cũng đã khiến cho nồng độ mặn của phía hạ nguồn cao lên, làm cho lượng nước về hạ nguồn suy giảm nên không đẩy trôi được những chất bẩn tồn đọng trên sông. Ngoài ra, theo Ủy hội sông Mekong, vào năm 2014, thủy điện chỉ còn có 80 triệu tấn một năm. Trước đó, vào năm 1992, lượng phù sa là 160 triệu tấn một năm. Và ước tính đến năm 2040 thì đồng bằng sông Cửu Long gần như là không còn phù sa. Sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người nông dân Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nông dân đã rơi vào nợ nần, mất kế sinh nhai nên đã bỏ xứ mà đi. Anh Trần Văn Hủ là một nông dân ở xã Thới Quản, huyện Gò Quao của tỉnh Kiên Giang. Sau nhiều năm nuôi tôm thất bại vì hạn hán và đất nhiễm mặn, đã phải đưa gia đình lên Bình Dương làm thuê để kiếm tiền trả nợ. Sau 4 năm làm thuê thì anh Hủ lại đưa gia đình về quê vay vốn nuôi tôm tiếp. Nhưng đến nay những vuông tôm của anh nuôi đều thất bại vì nguồn nước bị nhiễm mặn nặng. Bản tin sau đây cho hay tờ báo Hồng Kông phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ về nhạc phẩm Sea of Black. Thưa quý vị, tờ nhật báo Hồng Kông Apple Daily vừa mới có bài phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ về nhạc phẩm Sea of Black do ông sáng tác. Buổi phỏng vấn được thực hiện qua FaceTime do ký giả Lian Kafeng thực hiện. Bài báo viết rằng khi nhìn thấy 2 triệu người mặc áo đen cùng nhau xuống đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ, nhạc sĩ Trúc Hồ đã sáng tác ca khúc Sea of Black. Trả lời phỏng vấn của tờ Apple Daily, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết ông hy vọng được sát cánh cùng những người có mặt tại hiện trường. Ông cũng nói rằng Hồng Kông đã tiếp đón thuyền nhân Việt Nam trong những thập niên 70 và 80. Người tị nạn cộng sản Việt Nam đã nợ Hồng Kông và vì thế nên hỗ trợ Hồng Kông trong những lúc này. Nhà sĩ Trúc Hồ cũng cho biết thêm Hồng Kông có dân số 7 triệu người, có 2 triệu người mặc quần áo đen xuống đường. Ông chưa bao giờ thấy một hình ảnh như vậy. Một ngọn sóng đen thật mạnh mẽ và qua đó ông đã được truyền cảm hứng để viết thành ca khúc này. Trong lúc tìm hiểu thì nhạc sĩ Trúc Hồ khám phá rằng màu đen là biểu tượng của sức mạnh và sự thương tiếc khi mất đi màu sắc của những người bạn đồng hành. Vào năm 2014, nhạc sĩ Trúc Hồ đã đồng hành với Hồng Kông trong cuộc biểu tình Dù Vàng. Ông đã đưa con trai của ông là Lý Bạch đến Hồng Kông để cho con mình nhìn thấy người dân Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ như thế nào. Vào thời điểm đó thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã nghĩ đến lời bài hát với câu nhấn mạnh mẽ là tự do, dân chủ là tất cả những gì chúng ta cần. Nhưng chưa nghĩ đến phần còn lại của bài hát. Vào ngày 16 tháng 6 năm nay, qua tin tức thì ông đã nhìn thấy 2 triệu người ở Hồng Kông đã xuống đường. Ông vô cùng cảm động với những người mặc áo đen và ước rằng có thể sát cánh cùng với họ. Quá trình sáng tác Sea of Black khá suôn sẻ. Nhạc sĩ Trúc Hồ chịu trách nhiệm sáng tác nhạc cùng với con trai Lý Bạch và con gái là Lala viết lời hát. Phần lời viết xong trong 3 ngày và hoàn thành bản thu âm trong 2 tuần. Và khi được hỏi là liệu ông có sợ bị trả thù từ chính quyền Trung Cộng hay không, thì nhạc sĩ Trúc Hồ nói rằng ông và những ca sĩ này là công dân Mỹ gốc Việt và không quan tâm Trung Cộng sẽ phản ứng gì. Nhạc sĩ Trúc Hồ còn nói rằng ông sẽ cân nhắc việc đưa bài hát này lên iTunes để lan truyền khắp thế giới và đồng thời sử dụng nó để gửi tin nhắn cho người dân Việt Nam, hy vọng khuyến khích họ theo con đường của người dân Hồng Kông để đòi tự do và dân chủ. Cũng như là có thể cảm nhận được sức mạnh từ bài hát này như là lời kết của bài hát. Chúng tôi vẫn tin vào niềm tin của chúng tôi rằng tự do và dân chủ là những gì chúng tôi cần. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị tin tức về thời sự và một phóng sự từ Hoa Kỳ.